nhà mình phải mát. Thưa quý vị, thông qua những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là mát mẻ thì ai cũng muốn đúng không ạ? Nhưng làm cách nào để cho không gian sống của chúng ta phải mát mẻ hơn, vui vẻ hơn thì đó là một cái vấn đề mà chúng ta đang rất là đau đầu để có thể lựa chọn cho mình những trang thiết bị lắp đặt cho gia đình của mình để gia đình của chúng ta mát mẻ hơn, thoáng mát hơn. Và như quý vị cũng đã biết là Việt Nam nằm trong giới khí hậu là nhiệt đới gió mùa nên trải qua rất là nhiều những cái đợt nắng nóng bất thường thưa quý vị. Và chúng ta hãy tưởng tượng mà xem, nhiều khi chúng ta chạy ra ngoài đường mà trời nắng nóng, nắng gắt vô cùng thì chúng ta về nhà mà thời tiết trong nhà của chúng ta cũng không có mát mẻ hơn một chút nào cả thì chúng ta thậm chí là cảm thấy rất là khó chịu và bực bội ở trong người. Thậm chí là nhiều khi chúng ta còn nổi quạo luôn với chính những cái thành viên trong gia đình của chúng ta luôn. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có giải pháp như thế nào Trinh ha? Đúng rồi thưa quý vị, và với việc mà chúng ta thấy được đó là cái tình hình thời tiết nắng nóng không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh đâu mà tại Hà Nội nữa, tại miền Trung của mình, nó ảnh hưởng trực tiếp do cái sự thay đổi của nhiệt độ môi trường nóng lên toàn cầu quý vị nha. Bên cạnh đó là do khói bụi lại ô nhiễm nữa, rồi chưa kể đến việc đó là ảnh hưởng đến sức khỏe của rất là nhiều những đối tượng nhạy cảm như là những người lớn tuổi nè, các chị em phụ nữ mang thai nè, rồi trẻ nhỏ của nhà mình nữa. Và quý vị có biết không ạ, đối với Trinh là một người mẹ có con nhỏ nha, và khi mà Trinh đảm bảo được cái nhiệt độ lúc nào cũng phải làm mát mẻ cho con của mình thì đó có nghĩa là gì ạ? Là khi chúng ta đi ra bên ngoài, chúng ta trở về nhà, quý vị cần gì? Quý vị cần một không gian nó phải được giảm nhiệt tức thì so với nhiệt độ bên ngoài nè, nó phải mát mẻ và dễ chịu. Nhưng mà quý vị có biết không ạ, cả một ngày dài rồi từ sáng đến chiều thì nhiệt độ nó hấp thụ vào trong cái bề mặt của những cái lớp mái tôn nè, rồi những cái lớp bê tông nó gạch nè, rồi nó phả xuống ở trong nhà của chúng ta nữa thì lúc đó nó rất là khó chịu quý vị nha. Cho nên đúng như là ngà nói đó quý vị, thì mình cần phải có những cái giải pháp. Và giải pháp ngày hôm nay mà chúng ta phải nên có để cho nhà mình siêu mát quý vị nha, đó chính là chiếc quạt làm mát đến từ thương hiệu Kachi ở đây nè quý vị ơi. Thiết kế nó đẹp, nó gọn nhưng mà cực kỳ tiện lợi nha. Ngoài ra là còn có thêm quà tặng cho mình là thêm một cái chiếc máy để tạo độ ẩm không khí nữa. Đó quý vị ơi, khi mà kết hợp cùng với nhau và còn có thêm đó là những viên gel đá khô thì quý vị yên tâm nha, nhà của mình siêu mát luôn và giảm nhiệt tức thì đó quý vị ạ. Và Trinh có biết không, khi mà nhìn thấy cái thiết kế này thì đúng là cảm thấy rất là đẹp mắt và sang trọng luôn, với hai màu sắc cơ bản là màu trắng và màu đen nè, phù hợp với mọi không gian sống trong gia đình của chúng ta luôn nha quý vị. Quý vị hãy tưởng tượng mà xem, với cái thiết kế như thế này chúng ta để ở phòng bếp cũng được, phòng khách cũng được, hay là phòng ngủ cũng được luôn nha quý vị. Còn phía bên trên của chúng ta có 3 nút điều khiển chính, còn ở bên sau như thế nào để chúng ta có thể đưa ra một cái làn gió mát lạnh nè, vừa trong lành, thì ở bên cấu tạo ở mặt sau của chúng ta sẽ có hai lớp, hai cái màng lọc nha quý vị. Đầu tiên là cái màng lọc về bên phía bên trong, là màng lọc này là màng lọc giúp cho không khí chúng ta khi mà đưa ra nó được mát hơn và được sạch hơn thưa quý vị. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có thêm một cái lớp lưới. Cái lớp lưới này thì giúp chúng ta này chắn lại cái những cái lớp bụi ở bên ngoài, khi mà lớp bụi ở bên ngoài di chuyển vào bên trong qua cái lớp lưới này là sẽ bị chắn lại và làm cho cái không khí khi mà đi vào bên trong chiếc máy của chúng ta sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó ở bên dưới của chúng ta còn có thêm một cái khay đựng nước. Với cái khay đựng nước này thì có dung tích cho tới 4 lít lận nha quý vị. Bây giờ bình thường là tới ngày đang chế một nửa thôi vì sợ nó đầy quá nó chảy ra bên ngoài. Thêm bên cạnh đó thì chúng ta còn có quà tặng là những cái bình đá khô như thế này. Đúng nếu rồi, mà chúng ta muốn nước ở bên trong lạnh hơn thì chúng ta có thể để những cái bình đá khô này vào bên trong tủ lạnh, sau đó là chúng ta đi lấy và chúng ta di chuyển để vào bên trong những chiếc khay đựng nước như thế này nè. Rồi lúc này nước vô tình nước của chúng ta nó sẽ lạnh hơn và làm cho cái không khí ở bên ngoài khi mà chúng ta đi ra thì nó sẽ mát mẻ hơn rất là nhiều thưa quý vị. Bụi bẩn cũng như là nóng bức khi mà di chuyển qua cái màng lọc như thế này, cái màng lưới ở bên ngoài thì những cái lớp bụi này sẽ bị chắn lại. Đúng sau rồi. Đó thì cái không khí của chúng ta sẽ sạch hơn đúng không ạ? Nhưng mà vẫn còn nóng nha Đức Trinh, vẫn còn nóng khi mà đi qua luôn cái lớp này, cái lớp làm lạnh gọi là cái lớp làm mát cái không khí của chúng ta, kết hợp thêm cái phần nước ở bên dưới cái khay, cái không khí chúng ta khi mà đưa ra cho một cái kết quả, đó chính là bầu không khí chúng ta nè, vừa mát lạnh nè mà vừa trong lành nữa nha quý vị, giúp cho không gian sống của chúng ta dễ chịu và thoải mái hơn rất là nhiều quý vị nha. Rồi đúng rồi thưa quý vị, và bây giờ đó quý vị, khi mà chúng ta trở về cái không gian sống của nhà mình đó quý vị, quý vị thấy nha, Trinh chỉ mới bắt đầu khởi động lên như thế này nha, thì ở đây nó có một cái luồng không khí mát quý vị nha. Và ở đây là cái thí nghiệm trực tiếp tại phim trường của VTV Hyundai nha. Và qua đá khói chúng tôi muốn chia sẻ điều gì ạ? Quý vị có thể hình dung rằng là cái luồng không khí mát ở nhà của mình nó cũng giống như cái luồng khói tại đây quý vị ạ. Nó sẽ lan tỏa khắp nơi trong phòng của mình luôn. Và đứng kế bên đó quý vị, Trinh cảm thấy là không khí nó mát lạnh rất là dễ chịu luôn. Và mình cảm thấy là
mình không còn căng thẳng và mệt mỏi quý vị nhá. Và đó chắc chắn cũng là điều mà ai cũng mong muốn khi mà chúng ta trở về ngôi nhà của mình. Đứng bên cạnh á là cảm thấy mát lạnh luôn đó. Không biết nhà đứng bên kia cảm thấy nhà đứng sao bên này cảm thấy là cái làn gió cũng thoang thoảng bay qua bên này và cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái luôn nha mọi người. Bình thường á là những cái không khí này khi mà mình tiếp xúc với máy lạnh á thì mình sẽ cảm thấy là cái luồng lạnh này nó sẽ bị gắt. Chính đúng vì vậy rồi. Mà mẹ của mình ở gia đình của mình á, có mẹ mà mẹ không có ngủ được máy lạnh. Với cái này thì mình cảm thấy rất là dễ chịu và thoải mái, đặc biệt cái luồng gió rất là mát luôn thưa quý vị. Và với những cái sản phẩm này á quý vị ạ, chúng ta khi mà chúng ta đặt hàng thì sẽ được bảo hành trong vòng 18 tháng và giao hàng miễn phí 63 tỉnh thành trên toàn quốc luôn. Quý vị không cần phải khuân vác rất là nặng nề hay là lỉnh khỉnh những chiếc thùng như thế này, bởi vì chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi tận nhà cho tất cả quý vị luôn ạ. Wow, như vậy là có quá nhiều ưu đãi cho nhà mình phải không quý vị? Và bên cạnh đó thì quý vị có biết không ạ, nhà mình á mà siêu mát vào mùa hè này thì mọi cái vấn đề về việc khó chịu nè, về sức khỏe của chúng ta và nhất là sức khỏe của hệ hô hấp cũng được giải quyết ngay quý vị nha. Và bây giờ là quý vị xin mời quý vị hãy nhìn trực tiếp vào đây quý vị nha. Đây là một cái tấm lọc bụi ở bên ngoài cũng của một dòng sản phẩm của thiệu Kachi luôn, và chúng tôi để trực tiếp tại phim trường của VTV Hyundai. Và quý vị có biết không ạ, chỉ mới có một tuần thôi đấy thì quý vị thấy không ạ, rất là nhiều những cái lớp bụi bẩn như thế này nè, nhưng mà nó sẽ không có ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta bởi vì nhờ vào cái thiết kế của cái tấm lọc ở bên ngoài nó ngăn hết bụi bẩn như thế này đây. Và sau đó thì đi qua thêm một cái lớp làm lạnh nữa thì ngược lại mình sẽ có một không gian nó mát mẻ hơn và nó dễ chịu hơn rất là nhiều quý vị nhé. Và đó cũng chính là lý do mà tại sao chúng ta phải nên đầu tư ngay một chiếc quạt làm mát của thương hiệu Kachi là như vậy đó quý vị. Và ngày hôm nay trong chương trình này thì chúng tôi sẽ có những cái đơn hàng này cho 100 vị khách hàng đầu tiên may mắn bút được với mức giá cực kỳ ưu đãi ngày hôm nay thưa quý vị. Và bên cạnh những cái ưu điểm vừa rồi thì có một cái ưu điểm mà Tấn Nga nghĩ là nhiều người rất là cân nhắc về cái việc mà tiết kiệm điện của thiết bị này như thế nào. Quý vị, đây là một cái bảng so sánh nho nhỏ giữa cái việc mà cái công suất của một chiếc máy lạnh một ngựa so với một chiếc máy làm mát không khí đến từ thương hiệu Kachi của chúng ta. Ví dụ như là công suất của một chiếc máy lạnh một ngựa là 745 W/giờ đi quý vị. Rồi còn công suất của chiếc máy làm mát không khí Kachi là chỉ là 75 W/giờ thôi. Nhưng mà rõ ràng từ nãy tới giờ Tấn Ngà và Trú Trinh cho tất cả quý vị thấy là bầu không khí rất là mát đúng không ạ? Và trong cùng một diện tích phòng là 15-20 m² nè, và trong cùng một thời gian sử dụng là 24 giờ luôn. Nhưng mà cái kết quả công suất tiêu thụ như thế nào ạ? Lớn hơn rất rất là nhiều. Ví dụ như là một chiếc máy lạnh đi ạ, 17.880 W trong 24 giờ, còn một chiếc máy làm mát không khí Kachi chỉ là 1.800 W thôi. Quý vị hãy tưởng tượng với cái công suất này mỗi ngày chúng ta chỉ bỏ ra là vài nghìn đồng thôi là chúng ta cũng có thể làm mát cái bầu không khí trong gia đình của chúng ta rồi. Đúng là rồi. Tiết kiệm được gần 10 lần so với một chiếc máy điều hòa quý vị ạ. Như vậy là mỗi tháng mình đã tiết kiệm một cái khoản chi phí rất là đáng kể về cái việc mà tiêu thụ điện rồi phong quý vị. Nhưng mà chưa hết đâu, quý vị chỉ cần đầu tư ngày hôm nay một cái mức giá rất là hợp lý luôn quý vị nhé. Cái sự ưu đãi này kết hợp của thương hiệu Kachi cùng VTV Hyundai Home Shopping chỉ với 1.490.000 đồng quý vị có gì? Quý vị có một cái chiếc quạt làm mát không khí của thương hiệu Kachi mà có thêm cả cái bộ lọc đằng sau nữa để không khí của chúng ta vừa mát mẻ, vừa trong lành, vừa dễ chịu. Lại còn có thêm quà tặng cho nhà mình, chỉ 100 đơn đặt hàng đầu tiên quý vị nha. Máy tạo độ ẩm không khí nè, và có thêm quà tặng là 2 viên gel đá khô nữa. Số lượng rất là có hạn nên quý vị đừng có chần chừ nữa nha. Đặt hàng ngay bây giờ để chúng ta sở hữu ngay một dòng sản phẩm giúp chúng ta có được một không gian mát lạnh với 2 màn lọc không khí, vừa lọc bụi, khử mùi và nắm mốc quý vị nha. Màn lọc bụi nè, ngăn hết những cái loại bụi bẩn và vi khuẩn. Sau đó thì sao ạ? Không khí nóng sẽ đi qua màn lọc nước và được làm lạnh thành không khí mát và trong lành luôn. Nhà mình phải mát. Thưa quý vị, nhà mình siêu mát cùng với sản phẩm thông minh và tiết kiệm điện. Giá nhà cung cấp của sản phẩm này là 1.990.000 đồng. Ngày hôm nay giảm trực tiếp 25%. Giá tốt trên VTV Hyundai chỉ có là 1.490.000 đồng mà thôi. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí trên toàn quốc luôn.
áp dụng tối đa trong 90 phút phát sóng mỗi ngày mà thôi. Đúng rồi quý vị ạ, ưu đãi hấp dẫn này cho 100 khách hàng đầu tiên để quý vị giải quyết ngay vấn đề của nhà mình. Nhà mình siêu mát trong mùa hè nóng lực như vậy quý vị nhé. Có thêm máy tạo độ ẩm không khí nữa, giúp không khí dễ chịu mà không bị khô da đâu ạ. Nhận tặng thêm hai gel đá khô để kết hợp cùng với chiếc quạt làm mát của thương hiệu Kachi. Để rồi từ nay đó quý vị, chúng ta không còn phải nỗi lo là mình đang làm bếp nè, nấu ăn nó nóng lực khó chịu, mình ngủ cũng không có ngon nhất bởi vì thời tiết quá là nóng, trung bình là từ 33 đến 35 độ hoặc là hơn như vậy nữa ở khu vực miền Bắc quý vị nha. Rồi mình làm việc đó tới nhà không thể nào tập trung nổi bởi vì sao? Quá nóng, quá khó chịu. Những lúc đó đó thì quý vị đừng có để điều này quá lâu nha. Hãy có một cái giải pháp đi ạ, vừa có thiết kế đẹp nè mà phù hợp với lại mọi không gian sử dụng. Đúng và rồi. Lại còn rất là dễ dàng sử dụng luôn. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có khay nước với dung tích lên đến 4 lít quý vị luôn. Và có thêm những chiếc bình treo khô giúp chúng ta có thể làm lạnh cái phần nước và đưa ra một cái không khí rất là mát mẻ cho chúng ta luôn quý vị ạ. Với hai lớp lọc không khí thông minh nè, giúp không khí chúng ta đưa ra vừa sạch nè mà vừa mát mẻ nữa thưa quý vị. Và bên cạnh đó một cái điểm mà đó chính là 4 bánh xe di chuyển rất là dễ dàng, sản phẩm chính hãng Kachi Việt Nam thưa quý vị. Thông số kỹ thuật của chúng ta như thế nào ạ? Với độ ồn thấp nè, vận hành êm ái, chất liệu là nhựa ABS và PP, rất là gọn nhẹ và bình chứa nước lên đến 4 lít, 4 bánh xe di chuyển, bảng điều khiển rõ ràng, chế độ đảo hướng gió trái và phải nhưng mà công suất chỉ là 75W mà thôi. Như vậy là rõ ràng rất là tiết kiệm điện cho nhà mình. Có quý vị mà mình có gì quý vị ơi, mình có không khí được làm mát nhanh và là giảm nhiệt tức thì luôn nha. Và có thêm gel đá lạnh giảm nhiệt như vậy nữa thì quý vị yên tâm, cứ mỗi một tháng á mình tiết kiệm điện tối ưu chỉ 2 ký điện cho 24 giờ, công suất hoạt động 75W, rất là tiết kiệm điện và không tạo ra tiếng ồn quý vị nha. Nếu như mà chúng ta có một cái giải pháp nó hợp lý như vậy đó thì thay vì mình khó ngủ, mình khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, cuộc sống của mình thì bây giờ ngược lại quý vị nha. Nhà mình siêu mát mùa hè này cùng VTV Hyundai rồi thì cả nhà của chúng ta ai cũng cảm thấy dễ chịu cả. Mình đang học bài nè, mình đang làm việc nè, mình đang sinh hoạt cùng với lại tất cả mọi người quý vị nha. Thì chúng ta đừng nên bỏ qua cơ hội ngày hôm nay nha. Nhà mình phải mát. Không biết là quý vị đã đặt hàng những đơn hàng này chưa ạ? Bởi vì chúng tôi chỉ có 100 đơn hàng đầu tiên cho quý vị để nhận được những cái ưu đãi như thế này. Bên cạnh đó thì phần quà tặng của chúng ta cũng hấp dẫn không kém, đó chính là một chiếc làm ẩm không khí nè, chiếc máy làm ẩm không khí đúng không ạ? Và bên cạnh đó là hai bình treo khô giúp cho khi mà chúng ta sử dụng chiếc máy làm mát không khí như thế này thì không khí chúng ta đưa ra nó mát mẻ hơn rất là nhiều thứ gì ạ. Mà theo cái nghiên cứu á Tú Trinh, Tuấn Nga được biết là thời gian gần đây thì trái đất của chúng ta trải qua những cái đợt nắng nóng rất là bất thường và trái đất đang ấm dần lên đúng không ạ? Và trong 5 năm gần đây thì nhiệt độ của trái đất á, tăng từ 1 cho tới 2 độ C thưa quý vị. Và Việt Nam cũng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng rất là nặng nề từ cái việc mà ấm dần lên của trái đất. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh chúng ta rất là nóng đúng không ạ? Chúng ta tưởng tượng chạy ngoài đường đi nắng gắt mà luôn. Còn Hà Nội nữa, khi mà chúng ta nóng ở thành phố Hồ Chí Minh thì quen rồi, còn Hà Nội thì nhiều khi vừa nóng mà vừa bị khô nữa, cảm giác rất là khó chịu và bức bối trong người luôn. Nhiều khi chúng ta đi làm về đi chúng ta cảm thấy rất là bức bối và khó chịu. Và thậm chí là nhiều khi á, thời tiết nắng nóng như thế này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của những người già hay là các trẻ nhỏ trong gia đình của chúng ta nữa đó Tú Trinh. Đúng rồi, và Trinh thấy rằng là cái tỷ lệ mà người lớn tuổi phải nhập viện do cái điều kiện thời tiết nó nắng nóng đó quý vị, nó càng ngày nó càng cao lên. Mình không có muốn như vậy đúng không ạ? Mà quý vị biết đó, với cái việc đó là bê tông hóa, tức là sao ạ? Nó có quá nhiều những công trình như thế này, chưa kể là cái mặt đường nhựa nữa, thì quý vị hình dung đi, từ 8 giờ sáng thôi, mình vừa đi ra ngoài, mình đi học đi làm,
làm thôi, mình đưa con đi học, mình đến cơ quan của mình thôi là nó nóng nực khó chịu lắm rồi. Sau một ngày dài mà mình trở về nhà mà nó cũng có cái bầu không khí nó nóng như vậy nữa thì thật sự là nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của chúng ta, chưa kể là sức khỏe của thể chất của mình quý vị nhé. Đó chính là lý do tại sao mình phải có một cái giải pháp đó quý vị. Là ngày hôm nay mình có gì? Mình có một cái chiếc quạt làm mát của thương hiệu Kachi. Và ngay từ đầu chương trình quý vị cũng đã thấy rồi đấy ạ. Cái thiết kế của cái sản phẩm này có gọn gàng không quý vị? Nó rất là thông minh và tinh tế nha. Nó phù hợp cho nhiều không gian khác nhau luôn. Quý vị có thể dễ dàng nè, đó, chúng ta xoay được ở nhiều hướng khác nhau. Rồi chúng ta có thể là chúng ta mang vác nữa nha quý vị. Đó, đồng thời là quý vị có thể là di chuyển từ phòng khách nè sang phòng ăn nè, phòng học của các con, rồi phòng làm việc của mình, rồi phòng ngủ nữa. Và khi mà chúng ta sử dụng thì nó chỉ có 3 nút mà thôi. Quý vị chỉ cần đó điều chỉnh quý vị nhé. Tăng cái chế độ gió của chúng ta là từ nhẹ nè sang trung bình nè, rồi lên cao, và chúng ta tắt và chúng ta khởi động tiếp. Đó, nó cứ như vậy thôi quý vị. Quá là đơn giản. Ngoài ra thì mình kết hợp thêm đây cái nút cool, tức là sao? Mình khởi động cái chế độ làm lạnh rồi đó quý vị ơi. Cùng với việc đó là nó có hai cái viên gel đá khô kết hợp với lại cái khoang chứa nước bên dưới nữa thì yên tâm nha, giảm nhiệt tức thì luôn. Và quý vị cần phải đảo chiều gió, có cái nút screen này thoải mái để chúng ta sử dụng nha. Và sau đó thì sao quý vị? Khi mà chúng ta xoay nè ở mọi góc khác nhau trong nhà của mình luôn, thay vì phải đầu tư quá nhiều những sản phẩm khác nhau thì bây giờ quý vị đã có một cái giải pháp rất là tiện lợi như vậy rồi. Và nếu như mà mình lo lắng là nó làm mát rồi thì có làm sạch hay không, thì ở đây quý vị hình dung nha, một cái tờ khăn giấy mỏng như thế này, giống như là những cái hạt bụi mỏng mịn ở trong không khí đó quý vị, nó sẽ lơ lửng như vậy. Và khi nó đi qua cái lớp tấm trắng đầu tiên thì nó sẽ bị ngăn cản lại rồi, nên quý vị không còn phải lo lắng như vậy nhé. Không khí của chúng ta vừa nóng, vừa có mùi khó chịu nè, vừa có bụi bẩn nè, đi qua cái tấm lớp lọc đầu tiên đó, nó sẽ chặn lại, và lúc này không khí vẫn còn nóng quý vị nha. Do đó thì cần thêm một cái tấm màng lọc thứ hai kết hợp với lại là cái lượng nước được đưa vào từ dưới đẩy lên và chảy xuống như thế này, lúc đó không khí nóng sẽ được làm mát tức thì quý vị nha. Và cuối cùng mình có gì? Mình có không khí mát lạnh trong khắp căn phòng mà chúng ta đang sinh hoạt luôn đó quý vị ạ. Và bây giờ đó quý vị, khi mà chúng ta trở về cái không gian sống của nhà mình đó quý vị, quý vị thấy nha, Trinh chỉ mới bắt đầu khởi động lên như thế này nha, thì ở đây nó có một cái luồng không khí mát quý vị nha. Và ở đây là cái thí nghiệm trực tiếp tại phim trường của VTV Hyundai nha. Và qua đá khói chúng tôi muốn chia sẻ điều gì ạ? Quý vị có thể hình dung rằng là cái luồng không khí mát ở nhà của mình nó cũng giống như cái luồng khói tại đây quý vị ạ. Nó sẽ lan tỏa khắp nơi trong phòng của mình luôn. Và đứng kế bên đó quý vị, Trinh cảm thấy là không khí nó mát lạnh rất là dễ chịu luôn. Và mình cảm thấy là mình không còn căng thẳng và mệt mỏi quý vị nha. Và đó chắc chắn cũng là điều mà ai cũng mong muốn khi mà chúng ta trở về ngôi nhà của mình. Mà ngày hôm nay đó quý vị, 100 đơn đặt hàng đầu tiên, quý vị đặt hàng ngay dòng sản phẩm này của chúng ta thì mình có gì? Mình có rất là nhiều ưu đãi nha. Bảo hành 18 tháng, giao hàng miễn phí về tại nhà cho mình luôn. Sau đó là mình mở ra, mình sử dụng và trải nghiệm một cái bầu không khí mát lạnh ngay lập tức nha quý vị. Wow, có thể nói là một cái mức giá cực kỳ ưu đãi, quà tặng cũng hấp dẫn nữa để chúng ta có thể sở hữu một chiếc máy quạt làm mát không khí đến từ thương hiệu Kachi. Quý vị có thấy không ạ? Đây là một chiếc màn, một chiếc lưới lọc bụi mà đây là của phim trường đã cung cấp, và đây là một đã sử dụng trong vòng một tuần rồi nha quý vị. Thấy không? Chỉ một tuần thôi mà lớp bụi rất là dày như thế này. Quý vị hãy tưởng tượng đi, mà trong không khí chúng ta nhiều khi chúng ta không có nhìn thấy những cái lớp bụi như thế này, nhưng mà khi mà đi qua những cái màn lọc như thế này thì chúng ta mới rõ ràng thấy được. Khi mà chúng ta hít phải những cái bụi mịn như thế này thì hoàn toàn không tốt cho hệ hô hấp của chúng ta, đặc biệt là những người lớn tuổi trong gia đình của chúng ta nè, hay là các trẻ nhỏ trong gia đình của chúng ta nữa quý vị ạ. Đúng rồi thưa quý vị, bên cạnh những cái ưu điểm mà chúng ta vừa chia sẻ với nhau đó quý vị, vậy thì một cái lý do nữa là tại sao mình lại phải nên có ngay chiếc quạt làm mát của thương hiệu Kachi này để mùa hè nhà mình siêu mát quý vị ơi. Đó chính là một cái yếu lý do về kinh tế quý vị nha. Một cái chiếc máy lạnh và một cái chiếc máy làm mát của thương hiệu Kachi quý vị ơi, thì so về công suất nè, về diện tích phòng cùng với nhau và cả thời gian sử dụng cùng với nhau, nhưng mà công suất khác nhau, nên là quý vị thấy không ạ? Nó cực kỳ tiết kiệm luôn, và tiết kiệm đến 10 lần so với điều hòa, mà lại còn dễ dàng di chuyển từ không gian này sang không gian khác nữa. Quý vị chỉ cần ngẫm tính như đó thôi, là về cái yếu tố kinh tế nè, về sự tiện lợi nè, về cái sự an toàn khi mà chúng ta vừa làm mát mà vừa làm sạch không khí nữa, thì nó sẽ càng hiệu quả hơn đúng không quý vị?
Và với cái thiết kế như thế này á, thì Tú Trinh thứ tưởng tượng mà thêm trong tức gia đình của chúng ta nhiều khi chúng ta sử dụng trong nhiều nhu cầu khác nhau. Đúng ví rồi. Dụ như là có khách tới nhà chơi chẳng hạn thì chúng ta di chuyển ra phòng khách. Chính hay xác. Là các em trong gia đình, các em nhỏ trong gia đình của chúng ta cần một giấc ngủ ngon thì chúng ta di chuyển vào phòng ngủ của bé. Hay là nhà chúng ta nhiều khi chúng ta ăn trưa trong một buổi trưa của mùa hè nóng bức thì chúng ta cũng có thể di chuyển phòng ra ăn. Phòng bếp cũng được, phòng ăn của chúng ta cũng đúng được, có thể ngồi quay quần bên nhau ăn một bữa cơm rất là ấm cúng nhưng mà vô cùng mát mẻ, đúng không ạ? Và ngày hôm nay với chiếc máy làm mát như thế này thì giúp chúng ta có một ngôi nhà mát lạnh với hai màn lọc không khí, lọc bụi, khử mùi và nắm mốc của chúng ta. Đầu tiên là màn lọc bụi, tiếp theo đó chính là màn lọc nước, giúp cho không khí nóng của chúng ta, những cái bụi bẩn của chúng ta di chuyển một cách dễ dàng, và khi mà thoát ra bên ngoài chiếc máy này sẽ cho một cái bầu không khí rất là mát lạnh và trong lành, quý vị nha. Nhà mình phải mát. Mà sản phẩm của nhà mình là sản phẩm thông minh mà lại còn tiết kiệm được cho chị em của nhà mình luôn. Cái mức giá ngày hôm nay là mức giá tốt lắm cho 100 đơn đặt hàng đầu tiên nha quý vị. 1.490.000 đồng được giảm được có 25% rồi. Giao hàng miễn phí luôn, chưa kể quà tặng đi kèm. Nhưng mà chỉ áp dụng tối đa cho 90 phút phát sóng mỗi ngày và chỉ có ưu đãi hấp dẫn luôn cho 100 khách hàng đầu tiên. Quý vị mới có thêm gì ạ? Quà tặng thứ nhất là máy tạo độ ẩm không khí. Quà tặng thứ hai là hai viên gel đá khô. Để từ đó thì cái sự ngột ngạt khó chịu nào tới nhà nó ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt ngày của mình. Chúng ta không nên kéo dài điều này quá lâu, đúng không? Và ngày hôm nay giải pháp của chúng ta chính là những chiếc quạt làm mát không khí đến từ thương hiệu Kachi cho giấc ngủ chúng ta ngon hơn. Và với thiết kế sang trọng và đẳng cấp như thế này nè, và bên cạnh đó còn tiết kiệm điện năng nữa, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta cho giấc ngủ ngon hơn mỗi ngày khi chúng ta thức dậy đầy năng lượng và phấn khởi cho một ngày làm việc dài, đúng không ạ? Hay là cái bé trong gia đình của chúng ta nhiều khi cần một giấc ngủ ngon, bởi vì cái không khí mà mát mẻ chúng ta sẽ ngủ ngon hơn rất là nhiều và làm việc hiệu quả hơn. Nhiều khi sinh hoạt trong gia đình ngồi trong phòng khách mà có chiếc máy quạt như thế này thì chúng ta sẽ cảm nhận được rất là thoải mái và dễ chịu luôn, và phù hợp với nhiều không gian khác nhau của quý vị. Thiết kế rất là sang trọng, phù hợp với phòng ngủ, phòng bếp hay là phòng khách của chúng ta luôn, quý vị ạ. Đúng rồi, và bên cạnh đó thì lại mình lại còn có một cái trọng lượng rất là gọn nhẹ về chiếc quạt làm mát không khí Kachi nha quý vị, cho nên là quý vị cứ yên tâm sử dụng nha. Rồi chế độ đảo hướng gió trái phải 120 độ luôn, chưa kể là hai cái lớp lọc khí thông minh trong và ngoài như thế này, cùng với lại là một cái khoang chứa nước là 4 lít và cả hai viên gel đá khô chúng tôi tặng cho nhà mình. Quý vị yên tâm giảm nhiệt tức thì nha, từ phòng này sang phòng khác di chuyển rất nhẹ nhàng. Quý vị lo lắng điều gì? Bụi bẩn, nắng nóng, dùng quạt thì nóng hơn, dùng điều hòa thì mình e ngại chi phí cao và sự bất tiện. Vậy thì mình đang tìm kiếm gì đây ạ? Giải pháp là ở đây, một thiết bị làm mát nhanh, nhỏ gọn, tiết kiệm điện thì mình đã có quạt Kachi chỉ với công suất là 75W, giải pháp cho năm 2021 quý vị nha. 3 trong 1 làm mát nhanh, lọc không khí và tất nhiên tiết kiệm điện nữa. Và bên cạnh đó, sản phẩm chính hãng Kachi Việt Nam với thông số kỹ thuật là độ ồn thấp nè, vận hành êm ái với chất liệu là nhựa ABS và BB, gọn nhẹ và bình chứa nước của chúng tôi lên đến 4 lít quý vị nha. 4 bánh xe di chuyển dễ dàng khắp mọi không gian, bảng điều khiển rõ ràng và chế độ đảo hướng gió trái phải giúp cơ hướng gió của chúng ta không thấy chúng ta đi lan tỏa khắp căn phòng, nhưng mà với công suất chỉ là 75W mà thôi. Đúng rồi, và bên cạnh đó thì quý vị sẽ không còn phải lo lắng về cái chi phí tiền điện đâu, chưa kể là cái chi phí đầu tư ban đầu của nhà mình nữa được giảm trực tiếp 25% rồi nè, chỉ còn là 1.490.000 đồng thôi. Giao hàng miễn phí cho mình toàn quốc 83 tỉnh thành nha. Mà quý vị ơi, lưu ý dùm Trinh và Ngài nha, 100 khách hàng đầu tiên thôi mới có thêm máy tạo ẩm không khí nè và có thêm hai viên gel đá khô mang về tận nhà cho quý vị nữa nha.
và nhỏ gọn, đồng thời tiết kiệm điện nữa, thì mình đã có ở đây giải pháp cho năm 2021 với chiếc quạt làm mát của thương hiệu Kachi, công suất 75W, 3-trong-1 nha, làm mát nhanh, lọc không khí và rất tiết kiệm điện luôn. Một giải pháp dành đến cho không gian sống của nhà mình, để từ đó thì không khí được làm mát nhanh hơn, có thêm xe đã làm giảm nhiệt nhanh chóng nữa. Quý vị tiết kiệm điện tối ưu nha, lại còn có thêm đó chính là công suất chỉ 75W mà thôi. Và ngày hôm nay với sản phẩm chính của chúng ta là máy quạt làm mát không khí đến từ thương hiệu Kachi. Mời quý vị hãy tưởng tượng mà xem, nhiều khi chúng ta đi ra bên ngoài á, thời tiết quá nóng đi, mà chúng ta trở về chúng ta quạo quọ, hay là chúng ta nổi quạo với chính các thành viên trong gia đình của chúng ta, vợ chồng cãi nhau, hay là sức khỏe của các thành viên người lớn tuổi hay các bé nhỏ trong gia đình của chúng ta bị ảnh hưởng, thực sự rất là không đáng, có đúng không Tú Trinh? Và ngày hôm nay đây chính là giải pháp cho tất cả chúng ta với cái thiết kế rất là đẹp mắt, và thời tiết nóng bức hay là ngột ngạt khó chịu không còn là vấn đề gì nữa đối với gia đình của chúng ta nữa quý vị ạ. Và bây giờ đó quý vị, khi mà chúng ta trở về cái không gian sống của nhà mình đó quý vị, quý vị thấy nha, Trinh chỉ mới bắt đầu khởi động lên như thế này nha, thì ở đây nó có một cái luồng không khí mát quý vị nha. Và ở đây là cái thí nghiệm trực tiếp tại phim trường của VTV Hyundai nha. Và qua đá khói chúng tôi muốn chia sẻ điều gì ạ? Quý vị có thể hình dung rằng là cái luồng không khí mát ở nhà của mình nó cũng giống như cái luồng khói tại đây quý vị ạ. Nó sẽ lan tỏa khắp nơi trong phòng của mình luôn. Và đứng kế bên đó quý vị, Trinh cảm thấy là không khí nó mát lạnh, rất là dễ chịu luôn. Và mình cảm thấy là mình không còn căng thẳng và mệt mỏi quý vị nha. Và đó chắc chắn cũng là điều mà ai cũng mong muốn khi mà chúng ta trở về ngôi nhà của mình quý vị nha. Nhà mình phải mát. Và thưa quý vị, với sản phẩm này thì chúng ta còn có thêm hai phần quà cũng hấp dẫn không kém. Đầu tiên đó chính là một chiếc máy làm ẩm không khí. Tiếp theo đó chính là hai chiếc bình treo khô giúp cho cái không khí chúng ta khi mà sử dụng kết hợp với sản phẩm chính thì cái không khí sẽ mát lạnh hơn và trong lành hơn rất là nhiều quý vị nha. Đúng rồi quý vị ơi, và mùa hè thì mình đang cảm nhận quá là rõ ràng rồi. Nhiệt độ thì ngày càng nóng lên, nhà mình thì phải siêu mát nha quý vị. Thì cứ chúng ta trở về đó thì mình mới cảm thấy thoải mái được. Từ đó thì mình học hành tốt hơn, làm việc năng suất hơn, tận hưởng cuộc sống dễ chịu hơn và thoải mái hơn quý vị nha. Chúng tôi rất là mong sẽ có cơ hội được giao về cho quý vị tận nhà của mình miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên toàn quốc chiếc quạt làm mát không khí của thương hiệu Kachi kèm thêm hai quà tặng nữa. Chúc quý vị nha sẽ luôn luôn có được bầu không khí thật là mát mẻ và trong lành mỗi ngày khi chúng ta trở về ngôi nhà thân yêu của mình quý vị nha. Còn bây giờ thời lượng cũng đã gần hết rồi, đừng quên hãy đặt hàng cùng VTV Hyundai phòng shopping. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại.